cô nào? Bên vừa lên chừng nào được. À được. Đã lại thì mẹ hồ lại thích nhân. Đã mua gì mà nó không xông vào một cái đá thì. Được. Yên tâm đi luôn. Này, cái tơi nói là nhìn là chỉ hai xét. Hai xét. Ăn thêm mấy? Giờ ra cần bao tiền con? Triệu không ạ? Rưỡi con mà. Nếu như ăn một cái là phải rưỡi như thế này gọi là trên thế kiểu vậy cũng gọi là đẳng cấp trên. Cái này là được triệu mà không được. Triệu thôi. Nhà mình lại còn nhiều hơn sau rồi chẳng. Hát sau thì được nhiều. Đòn ngón này nhìn chủ này ăn cái mang tai chạy kêu rồi. Thua. Đấy anh ạ, phải cạo cạo thế nào. Làm ăn đi. Sao con trai nhìn gì?